ơi, hôm nay ba sẽ giới thiệu cho con một người bạn mới, đó là bạn Hương Giang, con của một người bạn ba từ Hải Phòng mới vô. Xin chào em Hương Giang, đây là chị là Lương, em. Đó, đến chuyện này quá, xe siêu đẹp, siêu nhanh, siêu tiết kiệm xăng, tất cả chúng ta sẽ đi ăn một cái nhà siêu xe. Không sao, nhiều dài mà. Trời ơi, chẳng lẽ đó chỉ có mỗi đôi này thôi sao? Sao khó vậy ta? Đẹp mà. Mà không thấy đẹp mà. Còn nhiều, đi 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 đổi đôi khác nè, mấy chục chiếc. Chục đôi vậy đó mà không vừa lòng đôi nào hết á. Thôi tôi bận đồ bình thường tôi đi ăn nha. Nha. Ba, à, lấy xe ba chạy ngon không? Nào. Sắp tới nhà hàng rồi thấy chưa? Nào. Rồi ăn nè, đó, đó lấy ra, đó, nhét vô. Bá cái khẩu trang nè bá. Ừ, khẩu trang đó, nè. Để khẩu trang vô đi con, nhanh. Thật ra bị mặt nó bay nữa. Ừ, đúng rồi. Rồi, rồi, mặc cả khẩu trang vô luôn. Đó. Lấy đi. Ô, chào anh Vũ, chào anh Vũ. Chào anh Vũ phải không? Kêu ai vậy? Anh Vũ nè, tên anh Vũ đó. Không, cái này là Phục Vũ. À chào anh Phục Vũ. Ừ, tôi cũng hay quá ha. Sao ta đưa cái thóp cho tôi vậy trời? Đưa cái thóp của như vậy. Này cái menu. À vậy hả? Menu hả? Ba chữ này, chữ tiếng nó phải nhớ cái gì? Đây, trời ơi, là nước à, đây, 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 đây. Mà giờ hay quá ha, tao lấy cái thóp tao làm cái menu vậy đó. Nhấn mặt kèo vô nữa. Ừ, đúng rồi. Mình không có hiểu. Thôi anh cho tôi dĩa cơm tắm đi anh Vũ ơi. Không có cơm tắm. Mì bò câu không có luôn. Ở đây là nhà hàng. Thế cho con phải năm qua đi. Ủa không có luôn. Nó có ở đây nhà hàng mà. Cái gì có gì đâu không vậy? À, con tôi được ăn nhà bít tết. Tết mày có. À, ba cái đi nha. Ừ. Rồi ba cái bít tết. Ừ. Vậy nó được không? Kêu gì đâu. Lâm mà. Khó chịu nên không có chịu khó đi làm vụ, đúng không? Ừ. Đợi xíu ăn nha. Siêu nhân ăn thịt bò. Để con ăn cho con có xem.
cố ý tai nạn thôi. Một là còn xấu, một là còn xấu. Tập cho tôi hai bọn khác đi nha. Xin lỗi, xin lỗi. Trời ơi, cái tay đi đâu của tôi vậy? Đau quá. Hi, chị Viết Tuốt xin chào các bé. À, các bé vừa xem xong một đoạn tình huống rất là buồn cười và cũng thật là xấu hổ của chị Bầu Ngư và ba Yên Lam. Tại vì không có ai mà ăn bò bít tết như vậy hết trơn á. À, bây giờ chị Viết Tuốt sẽ hướng dẫn cho các bé ăn bò bít tết đúng cách nha. Đầu tiên á, hai vật dụng mà không thể thiếu khi mà mình ăn bít tết đó là một cái nĩa và một cái dao. Bên trái thì các bé sẽ cầm nĩa, ngón tay trỏ các bé cũng sẽ đặt trên sóng của nĩa nha. Và dao thì các bé sẽ cầm bên tay phải nha. Nhớ là ngón tay trỏ mình sẽ đặt lên trên sóng dao nha, đè xuống cái nĩa và cái dao nha, để tạo một cái lực mình cắt cho nó mạnh và nó nhanh hơn. Bây giờ các bé ăn phần nào thì các bé sẽ dùng nĩa để cắt, để giữ và dùng dao để cắt ngay phần đó nha. Bây giờ chị Biết Tú sẽ cắt cho các bé xem nha. Rồi, mình cắt xong rồi á, mình sẽ dùng nĩa gắp thức ăn lên luôn nha. Ngon ấy là ngon luôn à. Bé nhớ nha, các bé ăn bò bít tết các bé phải nhai kỹ nha. Nhai không kỹ nuốt trọng là các bé sẽ bị mắc nghẹn đó. À, sau khi xem xong á, chị Bích Tuốt hướng dẫn cho các bé ăn bít tết đúng cách thì chị hy vọng là trong ngày hôm nay hoặc là cuối tuần thì các bé sẽ được ba mẹ dẫn đi ăn bít tết thật là ngon miệng nha. Chương trình của chị Bích Tuốt tới đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bé ở số sau nha. Đường dài thênh thang qua bố ơi, bố có mệt hay không? Thật sự.